Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của 50min Việt Nam. Như các bạn biết đấy, bây giờ đang là thời điểm cuối năm, các bạn sẽ phải tham gia rất nhiều bữa tiệc trong nhà. Để có được bức ảnh đẹp trong nhà như vậy thì các bạn sẽ cần một chiếc flasher đắt tiền. Liệu có phải ai cũng sẵn sàng bỏ tiền ra để mua một chiếc flasher? Hôm nay 50min Việt Nam sẽ hướng dẫn cho các bạn một tip nhỏ để có thể sử dụng chiếc flash cock một cách thật hiệu quả. Và hôm nay tôi đã mời đến 50mm Việt Nam một khách mời. Anh vừa tổ chức show ca hát một ngày đầu tiên, có tên Matcha Nóng. Xin mời các bạn đến với ca sĩ Hải Ngô. Những canh hoa phải tàn thờ nhai. Thôi anh, đủ rồi. Bây giờ tôi sẽ thử chụp anh Dũng bằng flash thường. Ảnh tôi thế à? Có biết tôi ca sĩ nổi tiếng hay không? Anh bình tĩnh để em sửa sai. Em sẽ sửa sai cho anh, ok? Nhá, bình tĩnh. Mê đông ca sĩ quá. Đến lúc phải dùng bảo bối rồi. Bắt đầu rồi. Như vậy là các bạn đã thấy hiệu quả rồi đúng không? Với việc không sử dụng bóng thì bạn có một bức ảnh trông thật là kinh dị. Bóng in lên tường trông sắc. Tuy nhiên khi các bạn sử dụng bóng, ánh sáng chan hòa và rất mềm. Tôi có một lưu ý cho các bạn như thế này. Khi các bạn che bóng ra chiếc đèn flash, tức là các bạn đã làm giảm cường độ đèn đến chủ thể. Vậy nên các bạn nên nhớ tăng ISO lên để cho một bức ảnh hoàn hảo. Chúc các bạn may mắn.